Xin chào chị Như Anh. Xin chào Việt Nam. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022 của truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12, xem xét thông qua nhiều báo cáo tờ trình quan trọng. Thành phố Cần Thơ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án khu tái định cư. Đưa trò chơi dân gian vào trường học, cách giúp học sinh trải nghiệm không gian tuổi thơ đầy ý nghĩa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, chiều hôm qua, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị nhằm thống nhất nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 9, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 tới ngày 9 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Thành ủy. Tại kỳ họp, dự kiến Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua 44 báo cáo, thông báo do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở ban ngành thành phố trình. Xem xét quyết nghị thông qua 15 tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp liên quan đến các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành thành phố chuẩn bị chu đáo các nội dung báo cáo tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự và thời gian để kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố thành công. Phát biểu tại hội nghị kiểm điểm tập thể đảng ủy lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố sáng qua, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị lãnh đạo sở tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2023, rà soát nhu cầu lĩnh vực ngành đào tạo để xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tế thành phố. Trong năm 2022, đảng ủy, lãnh đạo sở đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như nhiệm vụ của ngành. Sở tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố sắp nhập kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp, phê duyệt tinh giản biên chế của các cơ quan đơn vị địa phương với 82 trường hợp. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ, tập thể đảng ủy, lãnh đạo sở nội vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận còn hạn chế như số quá hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các sở ngành thành phố chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của thành phố có tăng về số điểm nhưng giảm về thứ bậc xếp hạng. Công tác triển khai quán triệt thực hiện chính sách tinh giản biên chế ở một số đơn vị chưa quyết liệt, một số cơ quan đơn vị thực hiện chậm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường đề nghị tập thể đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ tăng cường công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2021-2025. Hôm qua, thành phố Cần Thơ khai mạc chương trình tuần lễ tinh hoa hàng Việt và siêu khuyến mại năm 2022. Đây là một trong những hoạt động do Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 của Bộ Công Thương. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, chương trình tuần lễ tinh hoa hàng Việt và siêu khuyến mại năm 2022 sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 4 tháng 12 tại siêu thị Go Cần Thơ. Mục đích là nhằm quảng bá sản phẩm, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối cũng như kích cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tất cả các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện ích trên thành phố Cần Thơ đều có cái chương trình khuyến mại với một cái mức độ khác nhau. Nhưng mà mong muốn gửi đến người mua sắm là theo cái hình thức kênh mua sắm vừa truyền thống vừa hiện đại và khuyến khích là cái kênh mua sắm thanh toán không dùng tiền mặt để làm sao đó
tạo một cái điều kiện mua sắm thuận lợi nhất và hiện đại nhất cho người tiêu dùng và góp phần cho cái phát triển kinh tế xã hội cũng như phát triển mạnh mẽ cái thương mại trong thời gian tới. Chương trình có sự tham gia của nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi và doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Tại đây có khoảng 40 sản phẩm ô cớp, sản phẩm đặc sản đặc trưng của Cần Thơ và hàng chục sản phẩm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu được trưng bày giới thiệu tại các gian hàng. Qua đó, người tiêu dùng tiếp cận và mua sắm những sản phẩm dịch vụ với giá cả ưu đãi nhất trong năm. Hàng hóa thì rất là đa dạng, phong phú và mẫu mã thì thấy cũng bây giờ cũng cải tiến, thấy cái nào cũng thấy cũng đẹp mà lại mà cái chất lượng á. Năm nay là năm đầu tiên gọi là bình thường mới sau 2 năm đại dịch. Thì chúng tôi đang hy vọng là với cái kích cầu, những cái chương trình kích cầu như thành phố Cần Thơ đang làm sẽ giúp cho người dân thành phố Cần Thơ có một cái mùa mua sắm sôi động hơn với cuối năm và chúng tôi đang chuẩn bị cho tinh thần như thế. Năm 2022, hoạt động thương mại dịch vụ của thành phố Cần Thơ tăng mạnh, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện trên 115.300 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Việc tổ chức tuần lễ tinh hoa hàng Việt và siêu khuyến mại sẽ tạo thêm cơ hội cho các nhà phân phối, doanh nghiệp và đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt trong thời gian tới. Thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai thực hiện 10 dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn với tổng mức đầu tư gần 2.160 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để các dự án khu tái định cư sớm hoàn thành. Hiện có 3 dự án đã hoàn thành gồm khu tái định cư Long Hòa, quận Bình Thủy và khu tái định cư phường Thái Thuận, quận Thốt Nốt. Bên cạnh đó, 5 dự án đang triển khai thực hiện gồm khu tái định cư Ninh Kiều, khu tái định cư Bình Thủy, khu tái định cư thuộc khu đô thị Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, khu tái định cư Thường Thạnh, quận Cái Răng và khu tái định cư Phong Điền. Năm 2022, tổng số vốn cho các khu tái định cư là hơn 124 tỷ đồng, đã giải ngân được 59 tỷ đồng, đạt trên 47%. Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, trong tháng 11 vừa qua, giá hàng hóa tăng, giá nguyên liệu sản xuất, chi phí dịch vụ logistics tăng cao, giá xăng dầu tăng đã khiến cho chỉ số giá tiêu dùng của Cần Thơ tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 5 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng so tháng trước, gồm đồ uống và thuốc lá, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, giao thông, hàng hóa và dịch vụ khác. Các nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, may mặc, mũ nón, giày dép, thiết bị và đồ dùng gia đình, bưu chính viễn thông. Quý khán giả thân mến, Cần Thơ được nhận xét là một thành phố trẻ, năng động, có cơ sở hạ tầng du lịch tốt. Tuy nhiên, những tiềm năng lợi thế về du lịch chưa được khai thác đúng mức. Để góp phần khơi dậy tiềm năng lợi thế đó, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và tập đoàn Viettravel đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đưa ra những chiến lược giúp nâng tầm giá trị cho du lịch trong thời gian tới. Viettravel là một trong những tập đoàn lớn uy tín, có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành và nhận được nhiều giải thưởng lớn về du lịch trong nước cũng như quốc tế. Với những tiềm lực trên, Viettravel cam kết sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ để xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển du lịch nhằm phát huy các tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch của thành phố. Cụ thể là đối với sản phẩm du lịch thì chúng tôi sẽ có cái hướng đề xuất là cho rà soát lại tất cả những cái hướng du lịch hiện nay, làm mới những cái sản phẩm du lịch và phát triển thêm những cái sản phẩm có tính chất đặc thù, trong đó đặc biệt là tập trung vào cái hệ du lịch sinh thái. Cần Thơ có cơ sở hạ tầng du lịch tốt. Hiện thành phố có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như chợ nổi Cái Răng, đền thờ Vua Hùng và nhiều lợi thế trong phát triển loại hình du lịch MICE, du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, sự kiện và du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hiện những tiềm năng trên chưa được khai thác và phát triển đúng mức, dẫn đến giá trị du lịch chưa đạt như mong muốn. Thời gian qua, thành phố đã và đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch của thành phố, chú trọng liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương để phát huy vai trò là trung tâm vùng theo nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, phấn đấu đến năm 2030 đưa ngành du lịch thực sự trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Viettravel cũng có cái nhiều năm kinh nghiệm để phát triển về lĩnh vực du lịch, thì tôi tin tưởng rằng đối với cái sản phẩm du lịch của thành phố Cần Thơ, Viettravel và các sở ngành thành phố sẽ xây dựng cái chương trình kế hoạch cụ thể để làm sao phát triển trong thời gian tới.
mà đặc biệt làm sao đối sản phẩm du lịch của thành phố Cần Thơ phải vươn xa ra quốc tế. Sau cái buổi ký kết biên bản hợp tác này thì chúng tôi sẽ có cái đề xuất đặt ra cái chương trình hành động theo từng năm, và định kỳ 6 tháng chúng tôi sẽ có cái đánh giá, sơ kết đánh giá và sẽ rút kinh nghiệm cho những cái hoạt động trong thời gian sắp tới. Ngoài những nội dung được ký kết, hai bên còn đặc biệt quan tâm đến đầu tư phát triển kinh tế đêm nhằm vừa phục vụ, vừa khai thác giá trị cho ngành du lịch. Phía tập đoàn Vietravel cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục khai thác thêm các đường bay trong và ngoài nước để góp phần trao đổi khách hai chiều với Cần Thơ cũng như các tỉnh trong khu vực, đồng thời tham gia hỗ trợ đối với các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cho thành phố với mục tiêu phát triển bền vững du lịch của Cần Thơ và lợi ích hợp pháp của tập đoàn Vietravel. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, do nguồn cung tiếp tục khan hiếm nên giá khoai lang tím Nhật tại huyện Bình Tân hiện đã tăng lên hơn 1 triệu 200 ngàn đồng một tạ. Đây là mức giá được ghi nhận cao nhất kể từ khi cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy giá cao, nhưng hiện tại, nông dân không có khoai để bán. Vì trong 2 năm qua, giá các loại khoai này luôn ở mức thấp, có thời điểm chỉ còn 30.000 đồng tới 40.000 đồng một tạ. Nông dân lỗ nặng, không tái đầu tư sản xuất, khiến diện tích khoai của huyện từ đầu năm 2022 đến nay chỉ xuống giống được 750 hectare. Hiện Bình Tân chỉ còn khoảng 10 hectare trồng khoai, nguồn cung khan hiếm nên giá tăng mạnh. Theo tính toán của người trồng, với giá bán như hiện nay, sau khi trừ chi phí sản xuất còn lại trên 20 triệu đồng một công. Từ ngày 16 cho đến ngày 17 tháng 12 tới đây, tại tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra lễ hội cá tra. Đây là lễ hội cá tra lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự, gồm các đối tác ngành hàng cá tra, du khách trong nước và quốc tế đến tham gia. Lễ hội cá tra là hoạt động hướng đến duy trì tổ chức hàng năm để xây dựng hình ảnh thủ phủ cá tra Hồng Ngự, quảng bá tri ân nghề nuôi cá tra, một trong những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Điểm nổi bật của lễ hội cá tra lần thứ nhất năm 2022 chính là các hoạt động trải nghiệm không gian cá tra và loài cá nói chung trong văn hóa Việt Nam và thế giới, thưởng thức biểu diễn ẩm thực, quà lưu niệm, các sản phẩm đặc sắc từ cá tra, hội thi ẩm thực từ cá tra, chương trình biểu diễn nghệ thuật, tham quan vùng nuôi và nhà máy chế biến cá tra. Thưa quý khán giả, ông bà ta có câu an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên những gia đình khó khăn khi cái ăn còn phải chạy lo từng bữa thì chuyện xây cất hoặc là sửa lại căn nhà là hoàn toàn không có khả năng. Thấu hiểu điều đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều cùng sự chung tay chia sẻ của Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, nhiều gia đình khó khăn có được mái ấm yên vui. Mời quý khán giả cùng đến với những mái ấm nghĩa tình trong một sông nước ban mai hôm nay. Gia đình bà Quỳnh Thị Mai, khu vực Ba Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều gặp rất nhiều khó khăn. Đã ngoài 70 tuổi nhưng bà vẫn còn nặng gánh mưu sinh, đi bán vé số nuôi hai đứa cháu mồ côi còn đang đi học. Trong căn nhà quạnh hiu của ba bà cháu trước đây đã xuống cấp rất nhiều, dột và ngập mỗi khi mưa đến. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm 2022, được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều cất tặng mái ấm tình thương trị giá 58 triệu đồng. Gia đình bà giờ đây có cuộc sống ổn định và ấm cúng hơn. Được hội phụ nữ mà hỗ trợ như vậy là tôi mừng dữ lắm, mà tôi không biết làm sao mà để tôi cảm ơn phụ nữ nữa. Bây giờ tôi mừng dữ dội lắm, tôi mừng. Bà không có cái gì bà bằng, tôi cố gắng để tôi dành dụm đồ nữa kia để tôi nuôi hai đứa cháu đi học. Nhằm hỗ trợ chị em phụ nữ gặp khó khăn về nhà ở, chương trình xây dựng mái ấm tình thương được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đẩy mạnh trong nhiều năm qua và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Tính riêng từ năm 2016 đến nay, hội đã vận động xây dựng cất mới và sửa chữa 35 mái ấm tình thương, tổng trị giá trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Riêng năm 2022, hội đã vận động sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và sự đóng góp của hội viên phụ nữ xây dựng 3 căn nhà tình thương, mỗi căn từ 58 triệu đến 60 triệu đồng, sửa chữa 9 căn nhà cho chị em phụ nữ nghèo. Các chị là rất là phấn khởi về mặt tinh thần, là đã có một cái nơi ở an cư lạc nghiệp, thì các chị cũng đây là cũng là một cái niềm động lực để các chị tiếp tục lao động
để phát triển kinh tế gia đình. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân để xây dựng mới được nhiều mái ấm tình thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Chính sự chung tay của Hội Liên hiệp Phụ nữ, sự sẻ chia của những tấm lòng thơm thảo đã mang lại niềm vui và tạo động lực giúp những hộ nghèo an tâm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, tuổi thơ trong mỗi chúng ta thì chắc hẳn ai cũng đã từng được trải nghiệm cũng như là hào hứng với những trò chơi dân gian như là cờ ô ăn quan, cờ nhào, nhảy dây hay là kéo mò cao. Dân đúng rồi đó chị Như Anh. Thật là thú vị và vui tươi, dù thời gian có qua đi, cuộc sống hiện đại có thêm nhiều trò chơi mới, thế nhưng những trò chơi dân gian vẫn được các em hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. Mời quý vị cùng trải nghiệm những trò chơi dân gian với các em học sinh ở một trường thuộc huyện ngoại thành Thới Lai. Để con nhảy cao hơn. Và con cũng thường xuyên chơi banh đũa. Con rất thích chơi banh đũa với các bạn. Nhà trường xây dựng cái mô hình trường học hạnh phúc. Thì trong kịch bản xây dựng mô hình trường học hạnh phúc đó, thì nhà trường có xây dựng cái tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian để nhằm giảm bớt cái việc học sinh tham gia vào các cái trò chơi trên mạng. Thì khi mà các em tham gia các trò chơi dân gian, cái thứ nhất là mình tái hiện lại cái văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Cái thứ hai là các em có cơ hội để phát triển thể lực. Ngoài cái việc mà các em có cái cảm giác thoải mái sau những giờ học tập căng thẳng thì còn góp phần phát triển trí tuệ cho các em. Từ năm 2020, trường tiểu học Trường Xuân B, huyện Thới Lai thiết kế vẽ các trò chơi dân gian trên khuôn viên nhà trường như cờ nhào, cờ ô ăn quan, cò chẹp và tổ chức hướng dẫn cho học sinh chơi vào giờ ra chơi. Qua đây vừa tạo môi trường cho các em vui chơi lành mạnh, rèn luyện kỹ năng sống, giải trí sau giờ học tập, chuẩn bị một tinh thần tốt cho những giờ học tiếp theo, đồng thời tái hiện, duy trì và phát huy một nét văn hóa dân gian của dân tộc. Thưa quý khán giả, sinh ra trong một gia đình khó khăn về kinh tế, một mình mẹ quanh năm vất vả, buôn gánh bán bưng. Nhưng em Trần Quốc Khánh, 18 tuổi, ngụ tại khóm 1, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được học tập. Và năm học 2022 này, Quốc Khánh là một trong những sinh viên nằm trong top thí sinh đạt số điểm cao khi thi vào trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Chuyên mục Bình Minh Năng Động hôm nay sẽ gửi đến quý khán giả về chàng trai nghị lực này. Mẹ sáng giờ ăn gì chưa? Chưa có ăn gì chưa, mới chưa nấu ba tô mì mà chưa có nấu. Ủa sáng giờ mẹ uống thuốc gì chưa mà ho hoài vậy? Sáng là uống gối ra con tử, uống thuốc ho, chắc sáng uống thuốc ho còn ngủ rồi sao bán được. Thôi để vô sớm sớm đi rồi còn ăn uống nghỉ ngơi rồi nữa. Còn mấy 20 tờ nữa bán cho hết. Dạ. Từ khi còn nhỏ, Quốc Khánh đã thiếu vắng bóng cha và lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Để nuôi hai anh em Khánh ăn học, hàng ngày gánh hàng rong dép dài ký rau, củ, trái cây, đôi khi là vài đòn bánh tét, luôn đặng trĩu trên đôi vai mẹ em. Để phụ tiếp mẹ, anh trai Khánh vừa học tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa đi làm đủ nghề để gửi tiền về cho mẹ và lo cho em trai học hành. Thương mẹ và anh trai vất vả, suốt 12 năm đèn sách, Quốc Khánh đều đạt học sinh giỏi xuất sắc toàn diện. Khi thi vào chuyên ngành dược của trường Đại học Y Dược Cần Thơ khóa 48, em cũng là một trong những thí sinh có số điểm cao 25,65 điểm so với điểm chuẩn.
Trong khoảng thời gian mà đậu đại học thì tất nhiên là gia đình cũng vui. Trước đó là mẹ em cũng không có biết được cái khoản tiền sau này, cũng không có biết là đóng vô là bao nhiêu hết. Rồi sau này biết được khoản tiền thì lúc cũng hơi lo. Đã vào môi trường đại học rồi thì với lại gia đình cũng đang còn khó khăn nữa, nên là bản thân phải cố gắng học thôi. Học rồi, rồi sau này có điều kiện thì học xa hơn nữa, để sau này tìm một cái công việc đó nó ổn định hơn mới lo lại cho mẹ. Ngày Khánh nhập học, số tiền dành dụm từ mẹ và anh trai chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng. Và rất may, Khánh được hỗ trợ học bổng từ ngôi trường cấp 3 chuyên Bạc Liêu em đã học, cùng các mạnh thường quân mà em có tiền đóng học phí học kỳ 1. Khánh là một em sinh viên rất là chịu khó, bạn rất là miệt mài cần cù trong học tập, cũng như chịu tìm hiểu những tài liệu trong và ngoài nước để học hỏi, nghiên cứu, trao dồi kiến thức của bản thân. Đây là một cái điều rất là hay ở bạn sinh viên mà mới bước vào ngưỡng cửa đại học. Bỏ qua những khó khăn trong cuộc sống để tập trung cho việc học tập là cách mà Khánh đền đáp công ơn đối với mẹ. Và niềm vui của mẹ cũng chính là động lực giúp em vượt qua những khó khăn, vươn lên học giỏi để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Thưa quý khán giả, chọn ngủ sớm không thức khuya, chọn dậy sớm không ngủ muộn đến trưa. Đó là cách làm của những bạn trẻ chọn kinh doanh làm thêm vào buổi sáng. Các bạn dành ra khoảng thời gian rảnh rỗi trong tuần để kiếm thêm thu nhập, hoặc đơn giản chỉ là mong muốn được trải nghiệm, nâng cao kỹ năng sống. Trong chuyên mục Bình Minh Năng Động ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của các bạn nha. Các bạn trẻ này chọn thức từ 5 giờ sáng để làm việc và sẵn sàng phục vụ khách hàng. Đối với các bạn, dậy sớm làm thêm có rất nhiều điều hữu ích. Đa phần thì để thức sớm vào lúc 5 giờ sáng để bắt đầu công việc này á, thì tụi em sẽ đi ngủ vào lúc 10 giờ tối để cho tụi em có đủ sức khỏe để đảm bảo cho cái công việc của tụi em thuận lợi nhất. Thì theo em thấy thì cái công việc này mang lại cho tụi em nhiều cái kết quả tốt, cũng như là các kỹ năng sống, như là bên cạnh kỹ năng giao tiếp cũng như là các kỹ năng liên quan đến công việc của tụi em. Công việc làm thêm buổi sáng thì đa phần em thấy là nó mang lại cho tụi em cái sức khỏe tốt hơn và cái tinh thần cũng có vẻ là lạc quan, vui vẻ hơn. Cái này thì em lập ra là khoảng hơn một năm rồi, có thức sớm thiệt nhưng mà là vui, với là tiếp xúc được nhiều khách hàng thì mình cảm thấy là mình lanh lẹ hơn xíu. Bên cạnh mang lại tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt, kỹ năng sống được nâng cao, thì còn giúp các bạn trẻ có thêm thu nhập để trang trải cho học tập, sinh hoạt, phần nào giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình. Em đi làm thêm buổi sáng vậy là một phần phụ giúp gia đình, một phần cũng kiếm thêm kinh nghiệm làm việc. Khi có số tiền này, em cũng phụ giúp một số chi phí cho gia đình. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2. Là công việc buổi sáng em thì là như cũng chỉ thấy là bán bánh mì không, một tiếng rồi em làm được là tầm 12.000 đến 14.000 một tiếng. Em cũng làm được cỡ 3-4 tháng rồi và em sẽ gắn bó công việc này chắc dài, tại vì là em thấy làm với những bạn trong đấy là vui, hòa đồng, với lại là kiếm được tiền rồi trang trải được nhiều thứ. Ba mẹ cũng biết em đi làm thêm và cũng ủng hộ. Không chỉ đơn thuần là công việc làm thêm vào mỗi buổi sáng, mà còn là lối sống năng động của các bạn trẻ. Có thể nói, bên cạnh việc học tập, nhiều bạn trẻ hiện nay còn chọn cho mình lối sống tích cực để có thêm những kỹ năng mềm cần thiết để hỗ trợ cho quá trình làm việc sau này. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.